Ơi cháu tên là gì? Cháu tên là Liệu. Liệu à? Hiệu. Hiệu 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 ở đâu? Cháu ở Lục Ngạn Bắc Giang. Ui ở Bắc Giang á? Vâng ạ. Ừ. Thế theo thầy Nam chữa lâu chưa? Cháu theo này được mấy tháng rồi. À thế à? Thế bệnh của cháu là bệnh gì? Cháu mắt cháu là lác ấy mà bẩm sinh. À thế à? Thế bây giờ chú nhìn thấy đỡ đã lác nhiều rồi mà. Vâng ạ. Thì trong lúc bây giờ chữa bệnh nhưng bây giờ cái lác cháu đỡ nhiều mà thì nó cũng có lên một tí rồi. À, mắt tinh lên à? Nó có sáng một chút. À. Cái lúc chưa đi nằm thuốc được. Thế cố gắng chữa bệnh nhá. Khi chữa bệnh bao giờ cũng phải là khai thân. Các anh đừng tin một bộ này nữa. Làm kia làm như này nhưng mà cái bài để mà chữa nặng nó phải làm từ dưới chân này, sau khi tay cầm tay rồi vẫn là tiếp tục phải khai thông đủ các cái đường kinh từ kinh thận, kinh can, sau này kinh can cho đến đường kinh tâm, sau đến đường kinh tỳ vị. Đường kinh phế khi ta tác động vào hệ thống này ta phải qua cái khớp khớp ba cái hệ thống sang ngoài chân này thì ta vẫn qua khớp khớp ba này, cái tay ta để làm sao để cho nó thuận ra được. Nó bắt đầu ở vùng đôi nhãn này, bây giờ này. Cái mắt bây giờ nó đang lệch nhé, bấm cái bắt đầu nó di chuyển. Để ý con người này, người nó bắt đầu nó di chuyển đi vào, nó động lửa. Nó rung, con nhìn thấy nó rung, rung đưa nó bắt đầu nó đi vào kìa. Bắt đầu đi vào giữa này, gần giữa này. Trong trường hợp là bị nát cái mắt phải nó đi ra bên ngoài, là mình bấm cái đôi nhãn này nó sẽ đi dịch vào trong. Thấy chưa? Bây giờ cái mắt nó đi bắt đầu đi vào giữa này. Cần này đi vào giữa này. Đấy, bắt đầu cái mắt bên trái em đi vào giữa này, thấy chưa, thấy rõ ràng chưa, tôi chỉ nhìn thấy rõ ràng chưa. Mắt đung đưa nhá, mắt đung đưa, bắt đầu con người là đi vào giữa này, thấy chưa. Thấy chưa. Cái môn đang bấm này là hay ở cái chỗ này. Và bắt đầu là tác động vào cái khóa của cái mắt gà. Cái mắt gà trong này nó ứng với cái bên mặt phải theo cái đuổi hình của nó. Cái mắt bây giờ là nhìn thẳng vào đây thì cái mắt bên bắt đầu ở bên cái mắt ở bên ngoài. Tập trung nhé, nhìn một điểm
mắt này, đi vào chính giữa tâm này. À, bây giờ là mắt chính giữa tâm này. À, con rơi đi vào chính tâm luôn, cái mắt bên trái, à, mắt đúng rồi, mắt trái đi vào chính tâm. Có thấy nước mắt nó chảy không? Chảy nước mắt nữa không? Cứ tập trung nhìn như thế nhé. Đây là làm cho mắt nó sáng, thì là bấm mọi những việc khúc kỳ lên. Nhưng mà ta vẫn ngồi khóa ở cái khu khớp ba, bấm khúc kỳ. Tác động bớm được gì cả. Tắt vào, tắt vào. Tiếp theo là con bấm cái huyệt đối nhãn, huyệt đối nhãn nó ở trên cái khớp hai của cái ngón cái, và bên đầu nó dịch chuyển với cái con người đi vào. Về con người nó ở bên ngoài, mắt ra bên ngoài thì là mình bật nó vào trong, cũng ngược chiều lại với nó. Ngược chiều lại. Khi nào là nó nhìn thấy, nó đi vào giữa, người ta dừng lại. Về ra cái này là cái tích tác động đấy. Mặc bộ sau đó thì tự nó điều chỉnh cho mình về mặt nặng, bắt đầu là cái này tác động ở cái vị của mặt cả bật ngược chiều này, sau đó cái con người nó bị nặng, mặt nó bị nặng. Bây giờ mình nhìn người cái mũi mặt bên trái nó cực kỳ cần luôn. Cháu nhìn nhìn thấy bác như thế nào? Quay mặt nhìn bác như thế nào? Không phải. Rồi. Phải đứng ở đằng sau này. Đứng ở đằng sau. Đứng ở đằng sau này. Đó. Đứng ở đằng sau này. Thì mình thấy được à, cái con người nó đi, nó dịch chuyển nó chảy nào. À, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? À, 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 thấy chưa? Thấy chưa?
Rồi. Tân rồi đúng không? Chín giờ rồi đúng không? Cái mặt trời đây đều là chín giờ. Nhưng để cho nó ổn định thì phải là đi làm lại. Làm nhiều lần. Cái cơ mắt của nó hồi cái cơ mắt của nó hồi lại, nó mềm, nó bình thường thì bắt đầu nó mới ổn định. Bây giờ con có thấy cái mắt nó tức ở trong mắt, nó đang tức ở trong mắt, vùng quanh mắt, thấy chưa? Thì cái này là nó sẽ có cái công năng của nó là nó kích thích lên mắt để mà mắt để tự điều chỉnh cân nặng và làm cho mắt nó sáng. Xong rồi ta lại khóa móng 7 nhân tham 1. Xong rồi ta này ở cái khớp một của ngón cái ta vẫn khóa cái hộ khẩu và nhân tâm ba, xoay đẩy lên, hướng đẩy lên phía trên, kích thích này làm cho mắt ta sáng này. Thank you.
tích lên trên mặt tức tức rồi. Có đi. À, ấm bên mắt phải. Ấm hơn. À, đang tức tức thì ấm. Này là mình kích cái thần kinh lên mặt và bơm khí huyết lên mặt. Nghi huyệt một đoạn hai bên một đoạn nữa tam kha nó bơm đẩy cái khí huyệt lên mặt. Bây giờ con để ý xem trong mắt nó có ấm nóng lên không? Có thì có mạnh không? Cái vai cái cổ này nó nên sẽ liên hệ đôi lúc nó bị vẹo hoặc là nghiêng của cái đốt sống cổ này. Nó cũng ảnh hưởng làm cho cái mắt mình nó lại theo. Ở đây nó có cái hốc sọ của cái đằng sau của cái cơ đòn trụng. Thì nó có một cái dây à, nên ăn theo cái hốc mắt này. Bên trên này có một cái đường nghinh này bám neo này, ta sờ để thấy nó có một cái điểm mỏng. Con thấy cái mí mắt nó nhấm nhảy, nó co cái bình thường ta muốn mắt nó sáng ngay thường ngày ta chỉ có phát cào thôi. Khí huyết cái đường huyết nó sẽ về mặt nó dễ hơn, nhá. Chỉ khó về thường ngày là cào, nhá. Cào trăm ra đấy.
nhé. Ngày làm 2-3 lần đấy nhỉ. Cái đường kinh này từ chạy từ đường sau này là nó lên đến đây thì mình sẽ phát động. Đây nên đường chuyển nó chạy ra vùng mặt. Có hơi tức tức ra vùng mặt nữa.